Trần Thành bất ngờ tuyên bố cam thu cuộc sống hôn nhân. Tuy nhiên, sau khi gặp Hà Ji Won thì nam diễn viên hài đã thay đổi suy nghĩ khá nhiều và muốn về chung một nhà. Chỉ còn khoảng một ngày nữa, đám cưới của Trần Thành và Hà Ji Won sẽ chính thức diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hôn lễ được khán giả, người hâm mộ chờ đón nhất năm 2016 này. Ban đầu, cặp đôi quyết định giữ kín mọi thông tin, nhưng trong ngày gần đây, Trần Thành và Hà Ji Won cũng đã công khai mọi thứ. Tuy nhiên, do hôn lễ diễn ra khá kín đáo, ít khách mời nên khán giả vô cùng tò mò. Trước thêm sự kiện trọng đại của cuộc đời, Trần Thành đã có buổi trò chuyện cùng với một trang báo điện tử và chính thức lên tiếng về chuyện tình cảm của mình với Hà Ji Won. Nhưng lý lẽ, gãy gọn, sắc bén của Trần Thành khiến khán giả đôi lúc phải giật mình. Nam diễn viên hài chia sẻ, trước đến nay không có thiện cảm với việc lập gia đình, tôi căm thù kết hôn, tôi không thích sự ràng buộc, tôi là người mê sự tự do khủng khiếp. Nhưng từ khi gặp gỡ thương yêu Hà Ji Won thì suy nghĩ của Trần Thành đã có sự thay đổi tích cực, bởi mình mới quen một tháng nhưng mình thấy nó có cái sự vợ chồng, cái linh cảm, bao giờ mình cười. Tự nhiên, cái này cái kia, mình có cảm giác của gia đình, mình phải tự đặt ra câu hỏi, có người đó mình ổn không? Nếu không ổn thì đó là tình yêu. Trần Thành cho rằng mọi việc tiến tới hôn nhân với Hà Ji Won là do giữa cả hai có cái nợ, kết hợp với nhau, chuyện được gọi là cái duyên, yêu nhau cũng là cái duyên. Với Trần Thành, kết hôn là chuyện trăm năm, nếu cảm thấy có cái nợ với nhau, cần một cái gì đó để là của nhau thì đám cưới đó rất thiêng liêng, trân quý. Nam diễn viên đa tài tự tin rằng Hà Ji Won có thể tin tưởng và giao nửa cuộc đời còn lại cho mình, bởi hôn nhân chính là niềm tin. Trên thế giới này có bao nhiêu người từng kết hôn, là tôi chắc chắn cũng không ít người hối hận vì mình đặt niềm tin sai chỗ. Nhưng điều gì có thể giúp cho hôn nhân có thể có sự duy trì thì đó là sự bao dung. Nếu như niềm tin là khởi đầu cho hôn nhân thì sự bao dung, thích nghi là những yếu tố để duy trì cuộc hôn nhân đó. Nói về chuyện yêu 9 năm nhưng giang dở, mới tròn năm nhưng đã kết hôn của Hà Ji Won, Trần Thành thẳng thắn cho rằng yêu đúng người nhưng sai thời điểm thì cái gì cũng sai. Nam diễn viên bộc bạch như sau, tại sao tôi quen cô ấy một năm thì tôi có thể tiến tới đám cưới? Vì cơ bản tôi thấy phù hợp, nếu như bạn quen một người nào đó, ở trong một mối tình nào đó thì quá lâu bạn chưa thấy được hơi thở chung đôi thì đó không là mối tình mà bạn gặp phải, nhưng đã tìm được đáp án chung về sự suy nghĩ, cách sống. Tôi không tự cho mình tốt hơn ai hết, nhưng tôi may mắn vì tôi phù hợp với người mà tôi đã gặp. Tôi nghĩ vậy thôi, trừ vấn đề thời gian đó, mình không đóng vai trò gì cả. Trong những ngày qua, thông tin về hôn lễ của Trần Thành và Hà Ji Won nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Đây là chủ đề được dư luận bàn tán xôn xao, từ câu chuyện của chiếc váy cưới, khách mời hay chi phí và cặp đôi phải bỏ ra chuẩn bị cho ngày trọng đại. Và chắc chắn những hình ảnh trong hôn lễ của Hà Ji Won, Trần Thành sẽ được cập nhật.